Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ban hành chỉ thị về triển khai nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2023. Đến hết năm 2022, trên địa bàn huyện có 9 sản phẩm đạt ô cốp 3 sao cấp tỉnh, Ngành Văn hóa thông tin và truyền thông triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Sử phạt một đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Thưa quý vị thưa các bạn, vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành chỉ thị số 01 về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2023. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc trong tình hình mới, Chủ tịch Ủy ban dân huyện yêu cầu trưởng các phòng ban ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn và đề nghị các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện thực hiện một số nhiệm vụ sau. Quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, kết luận số 64 ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 28 ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới các luật, quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, Nghị định số 21 ngày 22 tháng 2 năm 2019 của Chính phủ, về khu vực phòng thủ, Nghị định số 02 ngày 2 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ, về phòng thủ dân sự, Nghị định số 03 ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ, về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ về hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về mọi mặt, thực sự là lực lượng trung thành của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Về công tác tuyên truyền, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, tiếp tục quán triệt triển khai có hiệu quả nghị quyết số 765 ngày 20 tháng 12 năm 2012 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức huấn luyện diễn tập theo đúng kế hoạch coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu sát với từng đối tượng và địa bàn tác chiến lấy thực hành là chính tập trung làm chuyển biến rõ nét công tác tham mưu nền nếp chính quy trong huấn luyện nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện dự bị động viên dân quân tự vệ chú trọng bồi dưỡng cán bộ nâng cao năng lực nhiệm vụ cho cán bộ ban chỉ huy quân sự xã thị trấn đơn vị tự vệ cán bộ trung đội trưởng tiểu đội trưởng, thôn đội trưởng, đủ khả năng làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng ở cơ sở. Kiện toàn bổ sung hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh cấp huyện và cấp xã thị trấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 và đề nghị cấp trên bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 2, 3 theo quy định. Giáo dục kiến thức quốc phòng cho học sinh 4 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện tổ chức hội thao môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh lựa chọn đội tuyển tham gia hội thao cấp tỉnh đạt kết quả tốt đảm bảo an toàn ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về giáo dục quốc phòng và an ninh thông qua hệ thống truyền thanh cấp xã kết hợp chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố tăng cường quốc phòng an ninh xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới các địa phương đơn vị tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ có chiều sâu gắn với xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Theo quy định số 21, nghị định số 03, nghị định số 02, phối hợp hoàn thành nhiệm vụ xác định khu quân sự, kịp thời cập nhật bổ sung quy hoạch tổng thể, bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế xã hội và tích hợp vào quy hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Duy trì nghiêm chế độ trực, nâng cao chất lượng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong huyện, kịp thời điều chỉnh bổ sung hệ thống quyết tâm, kế hoạch của huyện và các đơn vị cơ sở, chuẩn bị tốt phương án tác chiến, bảo vệ các sự kiện chính trị, ngày lễ, Tết, theo dõi nắm chắc tình hình xử lý có hiệu quả, các tình huống không để bị động bất ngờ, chủ động lực lượng, phương tiện, hiệp đồng chặt chẽ giữa quân sự, công an, các ban phòng ngành đoàn thể, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, cứu sập, phòng chống cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất các thảm họa thiên tai xảy ra. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với các địa phương xây dựng phương án kế hoạch, điều động lực lượng dân quân tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo an toàn các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị của địa phương. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với các ban ngành đơn vị địa phương tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn, tham mưu chỉ đạo tổ chức hoàn chỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả hệ thống kế hoạch phòng thủ dân sự các cấp theo quy định. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương và thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tổ chức biên chế lực lượng vũ trang địa phương theo đúng hướng dẫn của trên xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đăng ký quản lý, phúc tra miễn nhiệm, bổ nhiệm theo đúng quy định. Động viên kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện quân số đạt 100%, báo động kiểm tra sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch, tích cực chủ động tuyên truyền thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ tuyển sinh quân sự, đăng ký quản lý chặt chẽ thanh niên độ tuổi 17 và độ tuổi từ 18 đến 25. Công dân đã tốt nghiệp đại học cao đẳng, trung cấp đến 27 tuổi, di chuyển nghĩa vụ quân sự đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 cho các đơn vị. Kiện toàn nâng cao chất lượng của Ban Chỉ huy quân sự xã Thị Trấn, tổ chức theo quy định, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2023, đạt tỷ lệ 1,45% dân số. Giữ vững và nâng cao tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân nòng cốt đạt trên 31% sử dụng lực lượng dân quân tự vệ tham gia hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở các địa bàn trọng điểm và phối hợp hoạt động với lực lượng công an kiểm lâm theo đúng quy định. Ban chỉ huy quân sự huyện chỉ đạo ban chỉ huy quân sự các xã thị trấn tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương sắp xếp kiện toàn tổ chức biên chế đối với lực lượng dân quân các địa phương theo đề án xây dựng lực lượng dân quân tự vệ cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, tăng cường kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị tự vệ, lấy kết quả hoạt động của đơn vị tự vệ làm một tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan tổ chức, thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng. Ban chỉ huy quân sự huyện theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức kiểm tra các đơn vị địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự địa phương, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định các ban ngành cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương theo quy định của pháp luật. Về diễn tập, Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức diễn tập theo quy định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, chủ trì phối với Công an, Phòng ban ngành cấp huyện, tham mưu cho huyện ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân huyện, chỉ đạo 7 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ, gồm thành Thọ, Thành Vinh, Thành Trực, Thành Mỹ, Thành Yên, Thành Minh và Thạch Đồng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ủy ban nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các đơn vị tự vệ, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên, tăng cường các biện pháp quản lý kỷ luật, đảm bảo 100% cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang thuộc quyền không vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước, luật giao thông đường bộ, nội bộ đoàn kết thống nhất. Các địa phương quan tâm bố trí ngân sách cho Ban Chỉ huy quân sự, xây dựng chính quy phòng làm việc Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn và phòng trực cho lực lượng dân quân. Phấn đấu 100% Ban Chỉ huy quân sự các xã thị trấn có phòng làm việc và phòng trực cho trung đội dân quân cơ động, bố trí chính quy theo hướng dẫn của Ban Chỉ huy quân sự huyện. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chế độ chính sách tồn động, cho các đối tượng theo thông tư số 28 và 202 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thương binh liệt sĩ. Quán triệt hướng dẫn của trên, tham mưu triển khai giải quyết đúng chế độ chính sách cho dân công hỏa tuyến theo quyết định số 49 ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung triển khai thực hiện nghị định số 131 ngày 30 tháng 12 năm 2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng, giải quyết tốt các chính sách hậu phương quân đội cho cán bộ và thực hiện tốt các chính sách, các cuộc vận động ở địa phương, phối hợp với các ban ngành tổ chức thăm hỏi tặng quà, các gia đình chính sách nhân dịp các ngày lễ Tết. Về các mốc thời gian chính, duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2023. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2023 xong trước tháng 1 năm 2023. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao nhận quân vào ngày 6 tháng 2 năm 2023. Các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ hoàn thành hệ thống kế hoạch năm 2023 và thông qua phê chuẩn xong trước ngày 15 tháng 1. Làm tốt công tác chuẩn bị, giao án, mô hình học cụ đảm bảo cho nhiệm vụ huấn luyện và tổ chức lễ giao quân huấn luyện năm 2023 vào ngày 1 tháng 3. Huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2023 kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện lực lượng dự bị động viên từ tháng 3 đến tháng 9. Kiểm tra bổ sung cơ sở vật chất, chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng tham gia nhiệm vụ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy rừng từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2023. Diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ quý 23 năm 2023. Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan phòng ban ngành đoàn thể, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã thị trấn, trưởng các đơn vị tự vệ, tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023, sát với tình hình thực tế của cơ quan địa phương đơn vị, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2023. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị tham mưu cho Ủy ban dân huyện chỉ đạo kiểm tra đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban dân huyện. Thưa quý vị, Huyện Thạch Thành triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp đã và đang tạo ra sức bật mới, khơi dậy tiềm năng về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Nhiều sản phẩm từ chỗ tự phát manh mún đã được đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, mẫu mã, chất lượng, nhãn hiệu và được công nhận là sản phẩm ô cốp. Từ đó trở thành hàng hóa tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Đến hết năm 2022, huyện Thạch Thành có 9 sản phẩm được công nhận ô cốp 3 sao cấp tỉnh. Đó là tinh dầu xả chanh đơn vị xã Thành Vinh, chủ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Hồng. Mật ong hưởng hoa, đơn vị xã Thành Hưng, chủ thể là hợp tác xã mật ong hưởng hoa. Cam Hùng Hải, đơn vị thị trấn Vân Du, chủ thể là công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Hải Thạch Thành. Ổi lê Thành Tâm, đơn vị xã Thành Tâm, chủ thể là hợp tác xã ổi Thành Tâm. Miến rong Thành Minh, đơn vị xã Thành Minh, chủ thể hợp tác xã Miến rong Thành Minh. Bánh lá Lan Như Cổ Tế, đơn vị xã Thạch Long, chủ thể hợp tác xã Bánh lá Lan Như Cổ Tế. Mật bía Đồng Hương Thạch Sơn, đơn vị xã Thạch Sơn, chủ thể hợp tác xã Mật bía Đồng Hương Thạch Sơn. thị châu các bếp 36 Sinh Mai, đơn vị xã Thành Tân, chủ thể hộ kinh doanh Trần Thị Mai. Mật ong Thành Kim, đơn vị thị trấn Kim Tân chủ thể hợp tác xã mật ong thành kim Thưa quý vị, thưa các bạn, để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền và nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Chủ tịch Ủy ban Dân huyện yêu cầu các phòng ban cơ quan đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau. Đối với phòng văn hóa và thông tin, tổ chức kiểm tra đồn đốc hướng dẫn các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn, triển khai xây dựng, thực hiện tốt phương án đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn mạng lưới, an toàn an ninh hoạt động cung cấp, sử dụng các dịch vụ bưu chính, thông tin trên mạng viễn thông, Internet, phục vụ tối đa nhu cầu của nhân dân, sự chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng chính quyền trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch huyện chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn huyện vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tăng cường thông tin tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các quy định về sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa, thị trường, nguồn cung giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết. Tuyên truyền các thông tin về phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, tuyên truyền quảng bá hình ảnh dân tộc, vẻ đẹp truyền thống, giá trị nhân văn của Việt Nam đối với người nước ngoài tới Việt Nam và bà con Việt kiều về Việt Nam ăn Tết. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn phối hợp tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp bưu chính viễn thông triển khai hạ tầng, xử lý ứng cứu các sự cố thông tin liên lạc, các trường hợp mất an toàn an ninh thông tin trên địa bàn. Kiểm tra đảm bảo hệ thống đài truyền thanh cơ sở hoạt động ổn định, sẵn sàng thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền qua sóng đài truyền thanh phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, các chủ trương chính sách của nhà nước, quy định về sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa thị trường, nguồn cung giá thực phẩm, các mặt hàng bình ổn phục vụ người dân trong dịp Tết và các thông tin về phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục cảnh báo người dân không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh kiểm soát chặt chẽ thông tin liên quan đến sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tình trạng thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp bưu chính thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực mạng lưới, lao động, mặt bằng khai thác, phương tiện vận chuyển, đảm bảo an toàn an ninh hàng hóa, bố trí đủ nhân lực hỗ trợ chăm sóc khách hàng 24 trên 24 giờ để kịp thời lưu thoát bưu gửi, không để xảy ra tình trạng dồn ứ, mất mát hàng hóa, phát sinh khiếu nại của khách hàng trong thời kỳ cao điểm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, hoạt động khai thác các dịch vụ bưu chính, chuyển phát, đảm bảo an toàn việc tiếp nhận, chuyển phát các loại bưu phẩm, ấn phẩm, văn bản của các cơ quan tổ chức doanh nghiệp và người dân. Đề cao cảnh giác, phối hợp kịp thời với các đơn vị chức năng, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới bưu chính, chuyển phát để vận chuyển, phát tán hàng cấm, hàng lậu và các ấn phẩm có nội dung vi phạm pháp luật ưu tiên đảm bảo tuyệt đối an toàn trong việc vận chuyển các công văn công điện bưu phẩm của các cơ quan đảng chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện tổ chức đủ lực lượng thiết bị phương tiện thực hiện chuyển phát nhanh chóng kịp thời thư bưu phẩm bưu kiện hàng hóa tiền lương phục vụ nhân dân vui xuân đón tết đảm bảo tốt an ninh an toàn phòng chống cháy nổ tại cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo trực điều hành khai thác mạng lưới bưu chính đảm bảo hoạt động thông suốt các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và triển khai tốt phương án đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, thiết bị dự phòng để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Ưu tiên xử lý đảm bảo liên lạc phục vụ kịp thời, sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan đảng, chính quyền địa phương. Triển khai phương án kỹ thuật đảm bảo mạng lưới, phục vụ tối đa nhu cầu thông tin liên lạc tăng cao trong dịp tích nguyên đán của nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chế độ trực lãnh đạo, trực điều hành, trực ứng cứu thông tin và vận hành khai thác mạng lưới viễn thông truyền hình cáp, đảm bảo hoạt động thông suốt 24 trên 24 giờ. Phối hợp với các cơ quan nhà nước tại địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng an ninh thông tin, phòng chống cháy nổ tại đơn vị, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông truyền hình cáp để phát tán các nội dung thông tin trái pháp luật. Thưa quý vị, thưa các bạn mới đây Công an huyện Thạch Thành vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thành Tâm sinh năm 1995 ở khu 1 thị trấn Vân Du về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín cơ quan tổ chức. Hành vi của Nguyễn Thành Tâm đã vi phạm quy định tại Nghị định số 15 ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sửa đổi bổ sung năm 2022, mức xử phạt là 5 triệu đồng. Tại cơ quan công an, sau khi được tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật, Nguyễn Thành Tâm đã gỡ bỏ nội dung đã đăng tải sai sự thật trên mạng xã hội, đồng thời cam kết sẽ không tái phạm và tuyên truyền đến người thân trong gia đình, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về luật an ninh mạng, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong việc đưa tin trên mạng xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của đài truyền thanh và truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95,8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chuyên mục an toàn giao thông, phần cuối chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết: Công an Thanh Hóa thực hiện xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Thưa quý vị, vào ngày 6 tháng 1 năm 2023, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã ban hành kế hoạch số 01 về xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống thông tin, hình ảnh từ Trung tâm Chỉ huy Hệ thống Giám sát An ninh Trật tự, An toàn Giao thông và Hệ thống Camera Giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 5 tháng 1 năm 2023. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông và kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông. Thời gian qua, các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, các phần kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông. Tuy nhiên, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông còn chưa tự giác. Nhiều người vẫn cố tình vi phạm khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên đường, nhất là tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, nổi cộm nhất là các hành vi không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình, đỗ, dừng, chuyển hướng không đúng quy định. Để đảm bảo trật tự kỷ cương và xây dựng văn hóa giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, góp phần kiềm chế, làm giảm vi phạm, tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông. Việc Công an tỉnh Thanh Hóa ban hành kế hoạch số 01 về xử phạt nguội được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ và kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ ngày 5 tháng 1 năm 2023, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật được trang bị và các thiết bị kỹ thuật của các tổ chức cá nhân để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các trường hợp xe ô tô, mô tô, xe máy vi phạm, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, vạch kẻ đường, đi sai làn đường, không đi bên phải chiều đi của mình, đỗ dừng chuyển hướng không đúng quy định, chạy quá tốc độ quy định. Trên các tuyến đường đô thị, các quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, thị xã Biểm Sơn và các thị trấn, thị tứ. Trước mắt, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp khảo sát hệ thống biển báo vạch kẻ đường cấm rừng, cấm đỗ trên các tuyến giao thông trên cơ sở đó kiến nghị đề xuất ủy ban nhân dân cung cấp ngành giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chức năng bổ sung hoàn thiện hệ thống biển báo vạch kẻ đường đáp ứng yêu cầu công tác chỉ huy điều khiển giao thông và công tác xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông đồng thời lực lượng công an tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương kế hoạch xử lý phạt nguội nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông của người dân. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa, trân trọng thông báo. Nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng, Adibank triển khai phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2022 như sau. Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 345 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước, thời hạn trái phiếu 8 năm, mệnh giá trái phiếu 100.000 đồng trên một trái phiếu, số lượng đăng ký mua tối thiểu một trái phiếu, thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua từ ngày 10 tháng 12 năm 2022 đến ngày 29 tháng 12 năm 2022. Lãi suất Thà nổi được xác định theo phương thức lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Đầu tư vào trái phiếu Aribank là khoản đầu tư với lãi suất cao, an toàn và hiệu quả. Mọi thông tin chi tiết, quý khách hàng vui lòng liên hệ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thạch Thành, số điện thoại 02373 877 140 hoặc Phòng Giao dịch Vân Du, số điện thoại 02373 847 137 hoặc số di động 0917 656. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Thạch Thành rất trân trọng được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.